Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra quyết định khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, ở trong ngày đầu hoạt động trở lại thì theo ghi nhận, tình hình tại bến xe Đà Nẵng thì vẫn còn khá vắng vẻ. Các xe hoạt động trở lại chưa nhiều. Tuy nhiên thì bến xe Đà Nẵng cũng như là các chủ nhà xe đã chủ động sẵn sàng các phương án để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, ngay sau khi có văn bản của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cho hoạt động trở lại các tuyến xe cố định đi và đến Đà Nẵng, bến xe trung tâm thành phố đã chủ động phun thuốc khử khuẩn tại các nhà ga bán vé và văn phòng làm việc, yêu cầu các nhà xe phải thực hiện khai báo y tế với tất cả các hành khách và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Thì chúng tôi đã chuẩn bị nhiều cái phương án và thành lập một cái tổ kiểm tra y tế thì thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các hành khách để đeo khẩu trang và sát khuẩn, và chúng tôi chuẩn bị một số cái nước sát khuẩn để cho hành khách để mà sử dụng, cũng như yêu cầu tất cả các nhà xe phải đảm bảo về cái hành khách trên xe thì đủ 50% trong cái số yêu cầu như vậy. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong sáng nay, nhiều tài xế cho biết khi xe đi từ Đà Nẵng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì không thể tiếp tục lưu thông. Tỉnh Thừa Thiên Huế là không cho xe chạy ra Huế, là giữ luôn mấy chiếc chạy trước của tôi nữa. Anh tôi ra thì hỏi là tình hình như thế nào rồi. Thì công an nói là tình hình là Huế là chưa nhận xe, nên là thử là xe nó cũng ra cũng không được. Nên là khách ngồi trên xe là một số người họ cũng hoang mang này, họ không biết là đi có nên lên nơi về trốn hay không. Hay ra là bắt đi cách ly 14 ngày nữa là họ cũng sợ, họ mất công mất việc của khách. Trước tình trạng này, bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận, tổng hợp các phản ánh của nhà xe và sẽ kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết. Cùng với hoạt động vận tải đường bộ, các phương tiện tàu hỏa, máy bay, phương tiện thủy cũng được phép hoạt động trở lại bình thường và phải thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm phòng chống Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế đã ban hành.